Phần thứ nhất, chúng ta sẽ ôn tập về câu hỏi. Phần câu chia theo mục đích nói đầu tiên, cô hướng dẫn các con cùng nhìn lại phần kiến thức, đó là câu hỏi. Câu hỏi, ta có từ nghi vấn hay còn gọi là từ để hỏi, đó là ai, gì, sao, phải không, à. Tất cả những từ này rất linh hoạt trong vị trí của câu nên các con lưu ý để sử dụng cho đúng nhé. Với những từ nghi vấn này thì chúng ta bắt buộc phải đặt ở cuối câu, đó chính là dấu hỏi chấm. Bắt buộc nhé, nếu thiếu đi con đã sai phần dấu hiệu của câu đấy. Bên cạnh đó, mặc dù sử dụng câu hỏi nhưng có rất nhiều tác dụng phong phú. Người ta có thể sử dụng câu hỏi để hỏi người khác hoặc tự hỏi mình. Câu hỏi cũng có thể để bộc lộ thái độ khen hoặc chê. Thông qua câu hỏi, ta thể hiện được sự khẳng định hoặc phủ định trong lời nói. Và sử dụng câu hỏi, ta cũng có thể biểu đạt được yêu cầu hay mong muốn.